rất hay, chuyền vào, cơ hội rất nguy hiểm, đây đó. Giây thứ 25 và đó là bàn thắng dành cho Brentford, dành cho Wissa. Man City đang trong một bầu không khí hào hùng thì bỗng dưng phải câm lặng bởi bàn thắng vừa rồi của Wissa. Tiền đạo đang có phong độ rất cao bên phía Brentford đã tận dụng cực kỳ tốt cơ hội này. Một pha bóng mà cũng từ chính cú bóc bóng của Wissa đã tạo điều kiện để cho các cầu thủ Brentford đưa được trái bóng vào phía bên trong vòng cấm địa. Cả John Stones và Ederson đã có những sự chệch choạc. John Stones là người đã phá bóng không dứt khoát và khiến cho trái bóng nảy ra một cái quỹ đạo khó lường cho thủ thành người Brazil. Và trái bóng đã bất ngờ tới với tiền đạo của Brentford và Wissa đã không bỏ lỡ tình huống này. De Bruyne, Erling Haaland. Haaland xứng đáng được gọi với cái tên kẻ xô đổ mọi kỷ lục. Kỷ lục nào cũng bị anh san bằng và kỷ lục nào thì cũng sẽ bị anh phá vỡ. Không hề có bất kỳ một vị trí việt vị nào của Erling Haaland cả. Một lần nữa thì dấu giày của Kevin De Bruyne đã giúp cho Erling Haaland có được bàn thắng. Bàn thắng thứ 8 sau 4 trận đấu đầu mùa và san bằng kỷ lục của Wayne Rooney. Rất nguy hiểm. Haaland, Haaland. Cầu trường của Etihad một lần nữa phải gọi tên anh. Lại là những tràng vỗ tay dành cho siêu tiền đạo người Na Uy. Không còn mỹ từ nào có thể nói lên được những sức mạnh tầm vóc và khả năng nhạy bén của Erling Haaland. Và đây chính là kiến tạo của Ederson. Thủ thành của Man City đã có một đường truyền rất chính xác cho đà di chuyển của Erling Haaland. Và chỉ cần một tình huống gài lưng nhẹ vào người của Ethan Pinnock là Haaland có ngay một khoảng trống ở phía trước mặt. Và cũng không cần gì nhiều, một cú trích mũi giày là đủ để hạ gục nốt thủ thành Flecken. 2-1 cho Man City. Gã dội bom Erling Haaland, kẻ săn tìm kỷ lục Erling Haaland, kẻ ngạo nghễ nhất giải bóng đá Hoàng Anh Erling Haaland. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp